gạo mềm nhẹ, rán nhẹ. Chắc thâm á chứ. Mà răng ấy là quá nặng hay là quá làm mẫu? Làm mẫu hả? Ấy là hắn ở quê hả? Chạy ra hả? Cái ăn rảnh thì cho lúc mua mình rảnh mình làm. Đúng không? Chị nhìn là chị đoán được. Cái không rõ nhưng mà chị nhìn là chị cũng biết được sơ sơ. Cởi qua đi. Hết khách rồi hả? Rồi thôi lấy em xuống dưới em coi quay gì em quay đi kìa. Em xuống dưới em coi thử khách nó răng xong em nói là chờ thêm 5 phút nữa thôi đi. Còn nữa số hàng ngày nó ra mở hàng không mà nhỏ 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 rồi hôm nay đúng rồi. Sát cổ luôn. Không phải là trên mặt thấy đỡ này dưới này thấy nhiều thôi chứ dưới này nhiều trước trừ rồi. Do mình thấy đỡ mình cái thấy dưới này nhiều. Mà đây là mừng gạo lắm rồi đó chứ. Nhiều đỡ nhiều đúng không? Đỡ như tắm luôn á. Tôi nói bên này nè, cái này là nặng được nè.
cho mẹ ơi. Bé nó ra chờ là nó đi một mình hay là lại ngồi chờ dưới. Trước 7 à, biết chờ còn mấy. Không, hôm sau. Không, hôm sau nó đi còn có 2, 3 giây thôi đúng không Ly? Lần đầu mới vậy thôi. Chứ chờ còn cái, hai cái gì đó. Ừ. Ừ. Thân cá cá.